Hành trình thắp sáng niềm tin kỳ này đã có cuộc gặp gỡ với một em sinh viên năm nhất của trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, em Nguyễn Hữu Ngọc, đến từ một vùng quê thuộc huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Một mình lặn lội lên thành phố trọ học, ngày đầu tiên bước chân vào cổng trường, có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Ngọc, bởi với em, đó là cột mốc mới đánh dấu sự nỗ lực hết mình trong chặng đường 12 năm đèn sách. Để duy trì việc học, từ lúc là một cậu bé mới 10 tuổi, Hữu Ngọc đã phải làm rất nhiều việc để kiếm tiền, như bán vé số rồi chạy bàn. Cũng có khi tưởng chừng việc học bị gián đoạn vì cảnh sống bơ vơ. Thế nhưng em vẫn không từ bỏ ước mơ, niềm đam mê học tập của mình trước hoàn cảnh khó khăn đến nghiệt ngã. Được vào ngành cơ khí mà em yêu thích từ thuở nhỏ, đối với Ngọc, đó là hạnh phúc, là khởi đầu mới cho tương lai đang chờ đón em. Và có lẽ khoảng lặng lớn nhất là lúc nghe bạn bè hỏi han về gia đình của mình. Từ lâu, ba mẹ Ngọc đã mỗi người một nơi và đều không thể mang theo em về sống cùng trong mái ấm mới. Ngoài nỗi lo về khoản tiền vay mượn để đóng học phí đầu năm, còn là trăn trở cho bao khoản chi phí trọ học sắp tới. Vì hiện tại em không còn ai nuôi dưỡng, vậy là Ngọc phải thường xuyên chọn cách ăn chay để tiết kiệm chi tiêu, rồi vội vã tìm việc làm thêm để việc học không bị gián đoạn. Mỗi lần trở về quê, nơi đầu tiên em muốn ghé qua chính là mái trường đã gắn bó suốt 3 năm cuối cấp, nơi được xem như ngôi nhà thứ hai trong đời, vì ở đó em nhận được những tình cảm ấm áp từ thầy cô, bạn bè trong suốt những tháng năm qua. Và cũng ở nơi đó đã giúp em hiểu rằng tri thức là con đường duy nhất mà em có thể tìm cho mình một tương lai giữa những thử thách của số phận. Em có thường về thăm trường như thế này không Ngọc? Dạ chị, có những lúc em rảnh rỗi, thỉnh thoảng thì em cũng có về trường. Chắc là Ngọc có một cái tình cảm rất là đặc biệt dành cho ngôi trường này đúng không em? Ngôi trường Lai Vung 1 như là một cái mái nhà thứ hai của em, nơi là em được ban giám hiệu, được thầy cô và bạn bè quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Chị được biết là để có tiền để cho em đóng học phí đầu năm thì mẹ phải vay mượn, nhưng mà chỉ có được 4 triệu thôi. Chị nghĩ là cái khoản tiền 4 triệu đó thì đóng tiền học phí là hết rồi. Vậy thì những cái chi phí mà để cho Ngọc ăn ở hàng ngày thì phải làm sao? Lúc đầu em đóng thì cũng 3 triệu mà tiền, tất cả tiền bảo hiểm, tiền học phí giữa kỳ luôn. Thì còn 1 triệu thôi, mẹ em thì bù, mẹ em buôn bán thì tích góp bù hơn cũng được mấy trăm. Lâu đóng tiền này kia thì với em tiết kiệm, ăn uống tiết kiệm với chủ yếu là ăn chay. Nhưng mà ăn uống như vậy thì làm sao mà mình có sức khỏe để mình có thể đi học được? Em nghĩ là bây giờ no đi học là vui rồi, chứ không có tiền mà ăn cái gì mà nhiều dữ. Nhìn lại những cái phấn đấu của mình trong thời gian vừa qua thì Ngọc cảm thấy như thế nào em? Dạ, em nghĩ là nói hài lòng thì không, em không bao giờ em hài lòng. Tại vì nhưng mà em cũng là thấy cũng tự hào cho bản thân, nhưng mà mình không được phép hài lòng. Mình phải lấy đó là một cái bước điểm để mình đi lên, thành lúc nào khó khăn nhất thì mình suy nghĩ về gia đình, suy nghĩ về những sự tin tưởng, sự ủng hộ của mọi người dành cho em. Có thể làm tìm kiếm thêm nhiều công việc khác, vừa sức để vừa học vừa làm. Em thấy nhiều người, nhiều bạn làm được thì mình nhất định mình phải làm được. Chị nghĩ là thời gian này thì do mới nhập học cho nên là Ngọc cũng chưa tìm được việc làm thêm đâu hả em? Em định là sau kỳ quân sự thì thi giữa kỳ thì xong xuôi thì em có hỏi là một tiệm ở chợ đêm trên làng đại học, thì em quyết định là sẽ
tiếp tục công việc chạy bàn truyền thống của mình. Cậu có thể kể lại cho chị nghe là lúc đó là mẹ đã phải lao động vất vả như thế nào để có thể lo cho mình đi học tới ngày hôm nay không? Hồi lúc đó thì mẹ em thường đi buôn bán rất nhiều, buôn bán thịt, rồi buôn bán trái cây, rồi mở tiệm cà phê nhỏ, rồi làm giống như là đủ mọi thứ bươn chải để lo cho em ăn học. Nhưng mà rồi cũng tới lúc mẹ có gia đình mới. Lúc đó là Ngọc bao nhiêu tuổi hả? Dạ, lúc mẹ em có gia đình mới thì lúc đó thì em đang học lớp 11. Lúc đầu em nghĩ em cũng rất là sợ. Em sợ là không còn được bên mẹ em nữa. Hồi lúc đó thì thường là khoảng 1-2 tuần mẹ em mới qua bên nhà ngoại. Mà lúc đó em ở chung với bà ngoại thì 1-2 tuần thì mẹ em mới qua một lần. Qua thì thường mẹ giống như là, mà lúc đó thì đi học liên miên, có khi gặp 1-2 tiếng đồng hồ. Vậy là thời gian của em với mẹ gặp nhau thì cũng không có nhiều. Vậy thì những buồn vui trong cuộc sống thường ngày như thế này, Ngọc có hay tâm sự với ai không? Thì em thường thì em vui thì em suy nghĩ trong đầu, rồi em ngồi một góc trong phòng rồi em vừa học bài, nhiều khi học bài hồi suy nghĩ cái quên bài hết rồi. Vậy là có vui buồn như thế nào thì chỉ cũng có một mình thôi. Có bao giờ mà em cảm thấy tủi thân vì cái điều đó không Ngọc? Dạ, tủi thân thì em nghĩ là lúc nào em cũng trong lòng cũng nhìn thấy bạn bè ở lớp thì mới lặng đi học, phụ huynh là suy nghĩ trong đầu, trời không biết mẹ mình đi được không, rồi trời không biết ai đi giùm. Bà ngoại thì bà già rồi thì nhiều khi đi lại rất khó khăn, có khi em bỏ, có khi không ai đi học phụ huynh cho em. Cuộc sống của hai mẹ con là vậy, nhưng mà sau khi ly hôn á thì có bao giờ mà ba về đây thăm em không? Ba em thì em nghĩ là ba em vẫn thương em, nhưng mà do cái hoàn cảnh, cũng hoàn cảnh thôi. Nhưng ba em cũng ở Bình Phước, cũng xa lắm rồi. Muốn về thì tiền xe ngày kia thì ba em cũng không có cái giải gì. Ngọc đã phải cố gắng như thế nào mà để mình có thể suy nghĩ và sống một cách lạc quan hả Ngọc? Thì lúc nào em cũng phải suy nghĩ là nếu bây giờ mình không may mắn như người ta thì mình bây giờ mình có cái gì mình trân trọng nó. Mình phải, bây giờ mình học được thì mình phải quyết tâm học cho tới cùng, chứ mình không được suy nghĩ trong đầu là mình phải bỏ dở, mình không được tuyệt vọng. Mình phải học, phải rèn luyện bằng mọi giá để quyết tâm đậu đại học. Rồi từ đó mới tương lai của mình mới có thể do mình nắm giữ được. Vậy là từ khi mẹ Ngọc tìm được một bến đỗ bình yên hơn sau bao tháng ngày nuôi con trong vất vả tuổi buồn, thì Ngọc được gửi lại cho bà ngoại nuôi dưỡng, rồi sau đó được cô dưỡng cưu mang. Hơn ai hết, Ngọc rất cảm thông cho nỗi lòng của mẹ và mừng vì mẹ đã tìm được hạnh phúc mới. Thế nhưng, kể từ khi rời xa vòng tay mẹ, thì Ngọc hiểu rằng hình ảnh về một gia đình đầm ấm, chan hòa tình yêu thương sẽ mãi không còn. Em cũng không thể đòi hỏi mẹ phải quan tâm, lo lắng cho mình như trước đây, mà bản thân phải nỗ lực lao động để tự trang trải cho cuộc sống và học tập. Nhà cô dưỡng không mấy khá giả, mà còn phải lo cho hai đứa con đến trường, nên Ngọc luôn ý thức phải giúp đỡ cô dưỡng những việc trong khả năng để đỡ phần gánh nặng cho những người ơn. Nhiều lần thấy cảnh gia đình cô tất bật với công việc, nhưng các thành viên đều đồng lòng và yêu thương nhau, Ngọc lại chạnh lòng nhớ đến gia đình mình trước đây. Cuộc sống lúc đó tuy nghèo khó, cha thì đi bốc vác, mẹ ở nhà đan đác để kiếm thêm thu nhập,
nhưng đó là tất cả hình ảnh thân thương trọn vẹn mà em còn lưu giữ trong tâm hồn. Dường như những thử thách khó khăn đã tạo nên tính cách của Ngọc, mạnh mẽ để tồn tại giữa cuộc đời và bản lĩnh để nhận ra giá trị đích thực của cuộc sống. Ngọc thích nhất cây tre, cây trúc ở quê mình. Quá trình bén rễ cũng là quá trình nâng cây trúc đứng thẳng lên với cuộc đời. Vì vậy, em luôn tự nhủ phải không ngừng phấn đấu như những cây tre, cây trúc kia để khẳng định giá trị tồn tại của mình trong xã hội. Cô ơi, hàng ngày là mình đưa những cái chậu này hả cô? Dạ. Vậy là một ngày như vậy là mình làm được nhiều không cô? Dạ, coi như mình, thí dụ như mình làm xong á thì mới được nhiều, còn thí dụ công chuyện thì cũng không được nhiều không? Dạ. Cái này mình làm là thu nhập của mình như thế nào cô? Thí dụ như một chồng như thế này nè, cô bán được bao nhiêu tiền? Dạ, thí dụ như một chồng thì cái thì 600 đồng, 600 đồng một cái. Thu nhập như thế này mỗi ngày nè, rồi phải lo cho cuộc sống của gia đình. Bây giờ lại lo thêm cho Ngọc nữa. Dạ. Thì có đủ không cô? Nói chung ra thì tại vì mình cũng có hoàn cảnh nuôi hai đứa con ăn học. Dạ. Nhưng mà thấy Ngọc đây thì nó cháu mình, thì mình thấy mình cũng tội nghiệp. Thì nói chung ra thấy vậy thì hai vợ chồng quyết định kêu nó về đây đang ở với mình tiếp, lo cho nó đi học. Khi mà thấy cháu của mình không có được tình thương từ cha và mẹ. Dạ. Thì cô cảm thấy như thế nào về cái điều đó cô? Nói chung là cô dưỡng đây thì dưỡng nó thì cũng thương. Rồi mình cũng như mình nghĩ như con mình đi thì cũng vẫn lo. Khi mà nghe cô nói như vậy thì Ngọc suy nghĩ như thế nào em? Dạ, yeah, em, cô em nói vậy thì em con không nói, không biết nói gì hơn là cái lời cảm ơn đối với cô. Cảm ơn cô vì những giúp đỡ em trong những thời gian có thể là khó khăn nhất trong cuộc đời mà em may mắn nhận được từ cô và Dượng. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi trao học bổng của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Chương trình đang được diễn ra tại trường Trung học Phổ thông Lai Dung 1, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Thưa quý vị các bạn, em Nguyễn Hữu Ngọc, cựu học sinh trường Trung học Phổ thông Lai Dung 1, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, nay đã là sinh viên năm nhất của trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh. Và bao năm qua, chính nhờ tình cảm thân thương của thầy cô và bạn bè nơi đây đã giúp cho Ngọc có thể vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống. Thế nhưng chặng đường tương lai của em cũng còn không ít gian nan khi hiện tại không còn ai có thể nuôi dưỡng Ngọc học suốt những năm học đại học. Chính vì thế mà chương trình Thắp Sáng Niềm Tin ngày hôm nay sẽ dành tặng đến em suất học bổng đặc biệt trị giá 20 triệu đồng. Kính thưa quý khán giả, ngoài tấm gương vượt khó hiếu học của em Nguyễn Hữu Ngọc thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin cũng biết là còn rất nhiều em học sinh khác đang từng ngày vượt khó và học giỏi. Vì thế, chương trình Thắp Sáng Niềm Tin ngày hôm nay sẽ dành tặng 10 suất học bổng Trần Đại Nghĩa mở rộng do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty ADC thực hiện cho 10 em học sinh vừa có học giỏi tiêu biểu ở huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Và ngay bây giờ thì Quỳnh Như xin mời các bạn có tên chúng ta bước lên phía trước để nhận học bổng từ chương trình, mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng. Ở trường Trung học Phổ thông Lai Dung 1, xin mời các bạn Hà Diễn Phụng, học sinh lớp 11 cơ bản D1, bạn Trần Tuấn Anh, học sinh lớp 11A1, bạn Quỳnh Phú Lộc, học sinh lớp 12A1, bạn Phạm Trần Trúc Linh, học sinh lớp 11 cơ bản B1. Ở trường Trung học Phổ thông Lai Dung 2, xin mời bạn Nguyễn Minh Trường, học sinh lớp 12A1, bạn Võ Ngọc Anh, học sinh lớp 12A4, bạn Phạm Thị Mỹ Diệu, học sinh lớp 11 cơ bản 2. Ở trường Trung học Phổ thông Lai Dung 3, xin mời bạn Phạm Thị Hồng Thắm, học sinh lớp 10 cơ bản 4, bạn Nguyễn Thị Tiên, học sinh lớp 11A1, bạn Lê Thị Thanh Nhiên, học sinh lớp 12A1. Xin được trân trọng kính mời ông Lê Thành Công, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp sẽ đại diện cho chương trình Thắp Sáng Niềm Tin trao suất học bổng đến các bạn. Ngay bây giờ sẽ là phút giây đặc biệt nhất của chương trình ngày hôm nay. Quỳnh Như xin được mời em Nguyễn Hữu Ngọc bước lên phía trước để nhận học bổng đặc biệt 20 triệu đồng từ chương trình.
tôi xin được trân trọng kính mời ông Đặng Thành Được, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp sẽ lên trao số học bổng đặc biệt này đến Hữu Ngọc. Thưa quý khán giả, em Nguyễn Hữu Ngọc đã sớm sống trong cảnh gia đình ly tán khi ba mẹ em ly hôn. Và hiện tại Ngọc cũng sống trong cảnh bơ vơ khi mẹ em có gia đình mới. Em phải tìm việc làm thêm để có thể trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà. Và để hỗ trợ em, giúp em có thể phần nào vượt qua những khó khăn hiện tại thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin sẽ dành tặng đến em một phần hỗ trợ thông qua phần trúc thăm may mắn đến từ đơn vị tài trợ công ty ADC. Trước khi bước vào phần trúc logo may mắn mà chương trình dành cho em thì em có gì muốn chia sẻ với mọi người không Ngọc? Kính thưa chị, là hôm nay em chỉ đi một mình nên em muốn nhờ thầy chủ nhiệm lớp 12 của em là thầy Trần Thanh Phong lên rút giùm em. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy Trần Thanh Phong, thầy chủ nhiệm của em Hữu Ngọc sẽ cùng Hữu Ngọc tiến hành phần trúc thăm may mắn. Dạ thưa thầy, cùng với Ngọc là chương trình đã chuẩn bị sẵn cho em 6 tấm bản logo tương ứng với 6 nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật của công ty ADC. Và trong 6 tấm bản này thì sẽ có 4 tấm bản trị giá 10 triệu đồng, 1 tấm bản trị giá 15 triệu đồng và 1 tấm bản đặc biệt mang tên ngôi nhà mơ ước trị giá 39 triệu đồng. Em có quyết định là sẽ chọn cho mình tấm bản ở vị trí số mấy chưa Ngọc? Dạ thưa chị, là em chọn tấm bản ở vị trí số 6. Hy vọng là ngày hôm nay với sự hiện diện của thầy chủ nhiệm thì Ngọc sẽ may mắn rút được một tấm bản có giá trị thật là cao em nhé. Xin mời em rút tấm bản ở vị trí số 6 của em. 1, 2, 3. 15 triệu đồng. Xin được chúc mừng em. Ngọc ơi, chị nghĩ là cái phần hỗ trợ này có ý nghĩa rất là đặc biệt đối với em trong giờ phút này, có đúng không Ngọc? Trong niềm vui như thế này nè, tại ngôi trường mà mình xem như là một ngôi nhà thứ hai của mình, thì em có suy nghĩ như thế nào? Và hiện giờ thì Ngọc đang nhớ đến điều gì nhất hả Ngọc? Dạ thưa chị, là với cái phần học bổng em được tài trợ và giúp đỡ thì điều đầu tiên em nhớ đến là những thời gian là khó khăn nhất trong quá trình em học tập tại trường. Nhưng cũng nhờ sự động viên giúp đỡ của gia đình, của bạn bè, của thầy cô, của bạn bè thì em đã lấy đó làm một sự nỗ lực của bản thân. Ngay bây giờ thì Quỳnh Như xin được trân trọng kính mời ông Lê Phạm Hòa, đại diện nhà tài trợ công ty ADC sẽ lên trao phần hỗ trợ này đến Hữu Ngọc. Nãy giờ chị Quỳnh Như thấy là không khí của chúng ta khá là trầm lặng có đúng không nào? Chị muốn biết được là hôm nay các em đã dành tình cảm cho anh Hữu Ngọc như thế nào? Các bạn thân mến, sau đây sẽ đến một phần rất là đặc biệt dành tặng cho các em. Đó chính là phần bốc thăm may mắn của chương trình Thắp Sáng Niềm Tin. Chị Quỳnh Như muốn thấy một cánh tay xung phong lên đây để chọn ra hai cái thăm may mắn nào? Wow, rất là nhiều. Nhưng mà Quỳnh Như thấy ở đằng xa xa kia có một cánh tay. Xin được mời bạn nam. Xin chào em, ngay bây giờ em xốc mạnh những lá thăm này lên và chọn ra giúp cho chị hai lá thăm nhé. Quỳnh Như xin được chúc mừng một bạn may mắn đầu tiên, đó là một bạn học sinh của lớp 12 cơ bản A1. Xin được chúc mừng bạn Phan Hưởng Nhân. Bạn học sinh may mắn thứ hai, đó là bạn Nguyễn An Tiên, lớp 12 A1. Tiên và Nhân thân mến, chương trình đã chuẩn bị sẵn cho các em 3 hộp quà. Và trong 3 hộp quà này thì sẽ có các phần quà rất là hấp dẫn. Đầu tiên cho chị hỏi Nhân đi, em sẽ chọn hộp quà màu nào em? Dạ chị, em chọn hộp quà màu vàng. Hộp quà màu vàng. Thế còn Tiên, em sẽ chọn hộp quà màu nào? Dạ chị, em chọn hộp quà màu xanh. Rồi, ngay bây giờ thì chị xin mời Nhân và Tiên các em sẽ mở hộp quà của mình ra và chọn ra trong đó một lá thăm nhé. Xin mời Nhân, em hãy mở phần quà của mình ra nào. 500.000 đồng. Xin được chúc mừng em. Để còn phần quà của Tiên. Vài máy tính bảng. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời thầy Lê Văn Tự, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lai Dung 1 sẽ lên trao phần quà đến hai bạn học sinh may mắn trong ngày hôm nay. Thưa quý
khán giả thông qua chương trình Thắp Sáng Niềm Tin cũng sẽ có rất nhiều đơn vị, các nhà hảo tâm thể hiện sự quan tâm, đồng cảm cùng các em. Và một lần nữa Quỳnh Như xin được mời em Nguyễn Hữu Ngọc bước lên phía trước để nhận các phần quà của những đơn vị đồng hành cùng chương trình Thắp Sáng Niềm Tin dành tặng cho em. Câu lạc bộ nông dân ADC tại tỉnh Đồng Tháp sẽ trao tặng cho em 50 kg gạo. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Thành Công, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện La Dung, tỉnh Đồng Tháp sẽ lên trao phần hỗ trợ này đến Hữu Ngọc. Tiếp sau đây sẽ là các phần quà đến từ các nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật của công ty ADC. Nhãn hàng thuốc hép sẽ trao tặng đến em 1 triệu đồng và 100 cuốn tập. Và một chiếc xe đạp sẽ là phần quà đến từ nhãn hàng Kodatu Syrup. Nhãn hàng mì gói Indomie sẽ gửi tặng đến em một cái tivi. Nhãn hàng gạo tứ quý sẽ trao tặng đến em một nồi cơm điện. Cảm xúc bây giờ của em rất là cảm động, rất là vui sướng vì nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người. Em xin cảm ơn chương trình Thắp Sáng Niềm Tin của đài truyền hình Vĩnh Long, công ty ADC đã phối hợp tài trợ sức học bổng này cho em. Cảm ơn tất cả các nhãn hàng của công ty ADC đã đồng hành cùng với em. Cảm ơn ban giám hiệu trường. Cảm ơn tất cả các thầy cô đã luôn quan tâm giúp đỡ em suốt 3 năm em học ở tại trường. Một lần nữa em xin cảm ơn. Với sự giúp đỡ này thì em hứa sẽ nỗ lực thật tốt, rèn luyện học tập trên giảng đường, trở thành một con người thật tốt, trở thành một kỹ sư giúp ích cho đất nước. Em xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, và đến đây thì chương trình Thắp Sáng Niềm Tin kỳ này cũng xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình tuần sau. Chương trình được phát sóng vào lúc 19:15 mỗi thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 4 thứ ba trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quỳnh Như xin chào và hẹn gặp lại. Là con liêng cho em ngày đêm học vững vàng một niềm tin.